Năm 2022, cùng với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền và sự chung tay góp sức của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã nông thôn mới toàn tỉnh lên 58 trên 188 xã. Đây là nền tảng cho xây dựng và phát triển nông thôn mới vào năm 2023. Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, trong khi chờ các bộ ngành trung ương ban hành hướng dẫn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các sở, ban ngành, cấp tỉnh đã kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí và văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí để các địa phương tập trung thực hiện xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, chỉ đạo các xã rà soát đánh giá hiện trạng theo Bộ Tiêu chí, phân bổ nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương tỉnh giao. Với cái sự quyết tâm của tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân tỉnh và cái sự cố gắng của các sở ban ngành và đặc biệt là cái sự vào cuộc quyết liệt của các huyện, các xã thì cái kế hoạch triển khai về xây dựng nông thôn mới năm 2022 thì vẫn đạt được những cái kết quả rất là tích cực. Đặc biệt là đến thời điểm này thì chúng ta đã phấn đấu được 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Sơn La là 59 xã. Trên cơ sở đề xuất của các huyện, tỉnh đã lựa chọn 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Chính Mung, huyện Mai Sơn, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, xã Tường Thượng, huyện Phú Yên và xã Mường Lầm, huyện Sông Mã. Năm 2010, khi bắt đầu triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tông Cọ mới đạt 3 tiêu chí, gồm tỷ lệ lao động có việc làm, y tế, quốc phòng và an ninh trật tự. Sau 12 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với cơ chế chính sách phù hợp của tỉnh, huyện, xã Tông Cọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân xây dựng nông thôn mới. Khi đời sống của bà con trước khi chưa xã chưa là chuẩn nông thôn mới còn gặp rất nhiều khó khăn, khi xã đổi tay làm nông thôn mới thì diện mạo của bản cũng như của xã như được khoác lên mình một chiếc áo của những hạnh phúc, của ấm no của bà con nhân dân. Để hỗ trợ cho xã Tông Cọ xây dựng nông thôn mới, huyện Thuận Châu đã thành lập tổ công tác. Điểm nhấn là chương trình ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn cấp ủy chính quyền xã cùng với nhân dân các bản từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí, đồng thời hỗ trợ xã làm đường giao thông, vệ sinh môi trường. Xác định xây dựng nông thôn mới là người hưởng lợi chính là người dân, nên những cái việc khó khăn thì từng bước được giải quyết và đến thời điểm hiện tại về cơ bản là đã đạt được các cái kết quả đề ra theo kế hoạch. Xã Tông Cọ đã huy động trên 63,4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 12,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trên 26.300 ngày công lao động, hiến 8.500 mét vuông đất xây dựng đường giao thông. Đến nay, xã Tông Cọ đã được cứng hóa được 100% đường liên xã, 80% đường bản liên bản. 12 trên 12 bản có nhà văn hóa và nơi sinh hoạt văn hóa thể thao, phục vụ cộng đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 12,5%. Đến nay, xã Tông Cọ đã đạt được 19 trên 19 tiêu chí, 56 trên 56 chỉ tiêu theo Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới và đủ điều kiện đạt chuẩn trong năm 2022. Để giữ vững được các cái tiêu chí đã đạt thì trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền xã sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo các từ cấp ủy chính quyền cả hệ thống chính trị, trước hết là phải vào cuộc quyết liệt, tiếp tục vận động bà con nhân dân thực hiện các cái tiêu chí và để giữ vững các cái tiêu chí, làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân để bà con nhân dân tiếp tục quan tâm ủng hộ, rồi là xác định cái nông thôn mới là không có điểm dừng, phải tiếp tục thực hiện cho nó tốt. Phát biểu tại buổi lễ công bố xã Tông Cọ đạt chuẩn nông thôn mới 2022, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của xã Tông Cọ trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc huy động sự đóng góp của nhân dân, chung tay của cả cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.
đề nghị huyện Thuận Châu tiếp tục xây dựng nhiều mô hình canh tác đặc trưng, phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc, cây ăn quả, phát triển văn hóa bản sắc dân tộc, xây dựng các sản phẩm OCOP địa phương. Cấp ủy chính quyền xã tiếp tục nâng cao chất lượng cao tiêu chí, hướng tới các mục tiêu cao hơn trong thời gian tới. Đưa nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện về phong tục, tập quán, quy mô canh tác của huyện, không chạy theo số lượng, không chạy theo các loại cây trồng, vật nuôi mà chúng ta không có lợi thế. Phải dùng một từ là quy mô sản xuất và lợi thế của chúng ta có cái gì, làm cái đó, đừng chạy theo. Thấy bạn làm cái gì mình cũng làm là không bao giờ thắng lợi. Thuận Châu nói chung và Tông Cọ thì phải hướng tới đó là quy mô đàn đại gia súc rất quan trọng. Thứ hai nữa là cây ăn quả thì không phải chỗ nào cũng làm được cây ăn quả. Chọn lựa hướng đi cho đúng đối loại cây trồng, vật nuôi. Rồi dịch vụ, ở đây có cái gì? Trục quốc lộ này, rồi các cái trục tỉnh lộ này, thì mình có cái dịch vụ gì? Thì phát huy cái đó. Thứ ba nữa là hôm nay vào có một thứ cần phải làm là mạnh hơn nữa. Đó là văn hóa bản sắc dân tộc Thái. Làm sao có tăng được quy mô về du lịch cộng đồng, homestay, nhưng tạo được homestay thì phải tạo được sản phẩm du lịch. Trường Mông là một xã vùng 1 của huyện Mai Sơn, nằm trên quốc lộ 6. Toàn xã có 18 thôn bản tiểu khu với hơn 2.700 hộ trên 11.600 nhân khẩu. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Trường Mông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép với các buổi sinh hoạt, giao ban cấp ủy, chính quyền các thôn bản tiểu khu, triển khai thực hiện ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí mua vật liệu, ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Xã đã xây dựng được 54 tuyến đường với tổng chiều dài gần 27 km, tổng mức đầu tư trên 11,9 tỷ đồng. So với những năm trước thì như vậy là có nhiều cái khởi sắc, ví dụ như đường làng ngõ xóm là chúng tôi được bê tông hóa, và nói chung là đời sống của nhân dân là được nâng cao so với những năm trước đây. Đấy, và thu nhập bình quân của các hộ gia đình cũng đều được tăng cả. Để thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã ban hành kế hoạch tổ chức ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới, thành lập các tổ công tác phụ trách các thôn bản tiểu khu xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay đã huy động trên hàng nghìn ngày công tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang, sửa chữa nhà ở, phát dọn, khơi thông cống rãnh dọc các tuyến đường, vận động các hộ dân đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn. Định kỳ vào thứ bảy hàng tuần và ngày 20 hàng tháng, 21 trên 21 thôn bản đã đồng loạt ra quân quét dọn các tuyến đường giao thông, trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan nông thôn mới. Qua công tác vận động, xây dựng gia đình 5-0 ba sạch và phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, chị em hội phụ nữ xã Trường Mông đã có nhiều đóng góp quan trọng, chung tay cùng xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Mông thì cũng đã tổ chức tuyên truyền tới toàn thể hội viên trên địa bàn toàn xã về thực hiện cái kế hoạch nông thôn mới, cũng như là đẩy mạnh cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, cũng như là chung tay phân loại, thu gom, xử lý rác thải. Thì đến nay đối với địa bàn của xã Trường Mông và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi thì cũng đã tổ chức là gắn 21 biển tuyến đường phụ nữ tự quản. Đấy, và trong đó là có 6 tuyến đường hoa. Đấy, với trên 10.000 km của 21 tuyến đường. Đấy, và cũng đã thành lập được 9 mô hình thu gom và phân loại và thu gom xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình. Là xã có lợi thế về địa hình, điều kiện tự nhiên, nằm trên cao nguyên Nà Sản, xã Trường Mông đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Xã đã thành lập được 12 hợp tác xã sản xuất kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 40 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 3,38%. Với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, sau 12 năm phấn đấu, xã Trường Mông đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, huyện Mai Sơn có 9 trên 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Mông được công bố đạt chuẩn nông thôn mới 2022, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trường Mông đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị huyện Mai Sơn, xã Trường Mông tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, chọn lựa mô hình kinh tế phù hợp với đất đai, khí hậu, điều kiện, khả năng canh tác, trình độ sản xuất của người dân
để phát triển sản xuất, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, phát triển bền vững và gắn với đó là công nghiệp chế biến. Nâng cao 3 điều trong sản xuất nông nghiệp: năng suất, chất lượng và thu nhập trên một diện tích canh tác để phát triển. Đó. Thế còn các chỉ tiêu kinh tế xã hội thì các ông chí biểu quyết rồi, thì các ông chí triển khai. Riêng trường Mung hoàn thành được rồi thì phải giữ được rồi để phát triển, thì tiếp tục phát triển để đưa lên, đó là xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau 12 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại xã Tường Thượng, huyện Phú Yên đã được đông đảo nhân dân xã Tường Thượng nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ. Xã đã huy động được trên 18 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 15,2 tỷ đồng, nhân dân trong xã đóng góp trên 3 tỷ đồng, hiến 8.650 m vuông đất và trên 13.000 ngày công để xây dựng làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, nhà văn hóa bản, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đến hết năm 2022 đạt 39,1 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 13,33%, xã không còn nhà tạm, nhà rột nát. Xã Tường Thượng đạt danh hiệu nông thôn mới, tôi rất cảm thấy rất tự hào. Mà nhìn cái bộ mặt của xã rồi đường đi lại khang trang, mọi cái đều nâng cấp lên hết, chúng tôi rất phấn khởi. Phần còn lại là chúng tôi tiếp tục vận động bà con rồi nhân dân xã Tường Thượng tiếp tục xây dựng nông thôn mới cho đẹp hơn, khang trang hơn. Đảng bộ chính quyền xã nhiều năm được công nhận là trong sạch vững mạnh, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, xã có nhiều tích cực, tạo sự đoàn kết, thống nhất. Nhờ vậy, đến nay xã Tường Thượng đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, là xã thứ 10 của huyện Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Qua quá trình phấn đấu thì Tường Thượng được công nhận là xã nông thôn mới, và để giữ vững và các tiêu chí mà đã đạt được thì trước hết xã Tường Thượng cần phải tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng năng suất và cơ bản là tăng thu nhập cho bà con nhân dân, tranh thủ cái nguồn lực đầu tư của huyện, của tỉnh, các ban ngành đoàn thể của huyện để hoàn thiện cái kết cấu hạ tầng trên địa phương, đặc biệt là điện đường trường trạm. Năm 2022, để thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Sơn La đã phân bổ nguồn vốn được giao thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 là 354 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách trung ương là 323 tỷ đồng, trong tổng số 592.800 tỷ đồng, cho giai đoạn 2021-2025. Chính vì vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh nói chung và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 2022 có đạt được những kết quả quan trọng. Đến hết năm 2022, đạt 13,5 tiêu chí trên xã. Năm 2023 thì chúng ta đã cơ bản xác định được các cái nguồn lực và đặc biệt là các cái chính sách của Trung ương thì cũng đã được ban hành. Thì đối với sở thì đã tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ban hành các cái chủ trương về xây dựng nông thôn mới, và hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các cái nghị quyết về các cái chính sách và đặc biệt là lồng ghép các cái chương trình mục tiêu để chúng ta thực hiện xây dựng nông thôn mới. Và hai nữa là Ủy ban nhân tỉnh cũng đã ban hành các cái quyết định cũng như là các cái kế hoạch để chúng ta triển khai thực hiện đến từng huyện, và đặc biệt là tập trung vào những các cái huyện hiện nay đã có cái đăng ký để phấn đấu các cái xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thì xác định là những các cái xã đó thì chúng ta sẽ tập trung nguồn lực cao hơn, và đặc biệt là cái sự tuyên truyền vận động để cho người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Xuân đã về trên khắp đất trời quê hương. Trong bức tranh nhiều sắc màu của xuân mới, nhân dân các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đang chào đón mùa xuân trong niềm vui hân hoan, phấn khởi. Cuộc sống người dân được sung túc hơn. Bộ mặt nông thôn các bản, các làng xã đạt chuẩn nông thôn mới giờ đây đã được khang trang, sạch đẹp hơn.